What do you know, guys? Nhìn nè, nguyên con gián bự luôn nè. Look at this, big cockroach. I'm about to step on it and kill it. Cả nhà, các bạn thấy không? Bự không? Mình chuẩn bị đạp nó chết nè. There's a lot of roach outside the house, like around summertime, okay? Outside the house, so you gotta be extra careful. Look for it. They're dirty. They have disease. Các bạn nhớ nha. Gián bây giờ nó ngoài trời luôn nha. Mùa hè rồi. Nó ngoài đường nhiều lắm. Thì cẩn thận. Gặp nó thì giết nó tránh xa nó chứ nó dơ bẩn lắm. Có thể gây bệnh này nọ đó, okay? Oh my goodness, I got it. Được rồi. Giết nó rồi, đồ nó chạy lẹ thôi, xém nó hụt rồi. I almost missed it by stepping on it. I gotta be real quick, quicker than the roach. Cockroach.